Thì mỗi cụm năm nay chúng ta được chọn 3 đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết công huyện. Trận thi đấu bóng đá nam U10 giải bóng đá nhi đồng năm 2023 của huyện Tứ Kỳ. Tiên Động là địa điểm được huyện Tứ Kỳ đặt cụm thi đua số 3. Cả huyện Tứ Kỳ được chia làm 3 cụm thi đua và trong cụm thi đua thứ 3 tại Tiên Động thì gồm có 8 đội của 8 xã tham gia: Hà Thanh, Hà Kỳ, Nguyên Giáp, Tiên Động, Quang Trung, Cộng Lạc, Phượng Kỳ. Các trận thi đấu của giải tại cụm thi đấu số 3 được truyền hình trực tiếp tại kênh TKT Media. Chúng tôi thì đội Cộng Lạc với trang phục áo màu xanh nhạt. Phía bên sân bên kia là các cầu thủ của Cộng Lạc với gì? Hà Thanh với trang phục áo rất nổi, hai màu xanh và hồng. Phối hợp như người lớn nhỉ? Nhà quan lục đang lăng quá, sao lại chết giá đấy? Cú gì đâu à? À, ôi trời ơi. Vũ Trọng Duy ơi. Cố gắng lên. Con trai của thầy giáo Vũ Trọng Lục là Vũ Trọng Duy. Bắt bóng rất đẹp. Có rất nhiều năng khiếu được bộc lộ trong cái con người của Vũ Trọng Duy. Cờ vua, bóng đá, rồi bơi lội. Duy lùi xuống. Hà Thanh lớn nhỉ? Ba quả này tức suy nghĩ xem
mày. Tiền đạo rất cao. Các cầu thủ của cộng đồng nào phối hợp với nhau rất kéo. Ôi chết rồi. Ôi kìa. 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 Hay quá nhỉ. Di giỏi quá. Đi ngoài đấy. Nhìn lại. Thì chắc chắn là sẽ ghi được bàn thắng. Đấy là theo nhận định của chúng tôi. Và đúng như vậy, 1-0 đã được ghi ở phút thứ 6. Thôi, chim nhạc, đốc lên. Sự phối hợp rất thanh thoát. Những lối đi bóng rất chuyên nghiệp. Mặc dù các em mới ở lứa tuổi U10 nhưng mà đã có những cái thủ môn chạm tay vào bóng rồi. Cộng Lạc sẽ được hưởng quả đá góc. Đứng như ngoài nhìn bóng này không có nhìn thấy làm gì cả. Thấy chưa, nhìn bóng rồi không nhìn ra ngoài. Đúng rồi, nó đây đánh đầu số 10 của Cộng Lạc đã đánh đầu bóng ra. Chưa chờ bước chặn rồi. Thank you.
đi ạ. Chú ý vào. Chú ý vào tập trung vào. Quả đấy thì bị bay điện thoại. Vâng, à sao điện thoại em không quay? Quả đấy. Quả. Quả đấy chạy gì chưa mệt. Sơn đùa thế. Hơi bị ngoan đấy nhỉ. Thank you.
nha nha. Thay người làm sao như sao bóng cái gì vào mắt á, để nó tí nữa ấy, sao chị đổi ý tí nữa họ ý về ấy. Vâng ơi, chị đổi ý của Duy là một cái gì ở chân luôn không ấy đá được. Của Duy từ từ chị đổi ý, chị đổi ý, chị đổi ý tí em ơi. Xong ra ba chị đổi ý. Ôi, cứ giơ tay lên đi. Yeah. Bố ngồi ngoài này nè, mũi nó phập phồng. À, nếu mà nhạc quá bà bố bà bắt thay. Bố còn lâu rồi bà luôn. Bắn nó ra được nhỉ? Thank you.
Kỳ ăn chơi chưa? Yeah. Dạ. Phượng Kỳ à. Hết. Hết thời gian thi đấu. Hiệp 1 đã kết thúc. Alo. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất tạm dẫn trước đội Hà Thanh với tỷ số 2-0. Hai đội nghỉ giải lao 10 phút.